Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa thượng trưởng ban tổ chức khóa tu. Ngưỡng bạch Hòa thượng Thích Giác Toàn cùng chư tôn đức. Kính thưa quý Phật tử, trong phần đầu, Hòa thượng Thích Giác Toàn đã phân tích bốn phương diện liên hệ đến cảm giác tự tử. Một, câu chuyện vị tỳ kheo già bị bệnh, người nuôi bệnh cảm thấy mệt mỏi, dẫn đến mặc cảm rằng mình là gánh nặng cho người khác. Vị tỳ kheo này nhờ người khác kết liễu mạng sống. Đó là phần trích dẫn rất quan trọng trong kinh, và cũng là được nêu lại trong luật như là phần cố ý dẫn đến tử vong và bị Đức Phật quở trách vì sự sống con người là quý báu, cho nên không nên hủy hoại dưới bất kỳ hình thức nào. Hai, Hòa thượng cũng đã dẫn chứng cho chúng ta về khoảnh khắc thứ 98 của một kiếp người, đó là bóng hoàng hôn. Tuổi xế chiều làm cho một số người mặc cảm về sự cô đơn và vô vị của bản thân, cho nên nỗ lực kết liễu sớm để chấm dứt cái sự lạc lẽo trong cuộc đời, và đó là một ý niệm và quyết định sai lầm. Ba, khoảnh khắc 99 của kiếp người đó là cái chết. Ý niệm về nó, mặc cảm về nó dẫn đến những nỗi sợ hãi, và từ đó làm cho con người sống không thoải mái, dẫn đến nhiều quyết định về lối sống ứng xử tiêu cực trong giai đoạn này là điều nên tránh. 4. Chuyện ngụ ngôn thần chết và lão tiều phu của La Phong Ten. Đây là câu chuyện phản ánh mâu thuẫn tâm lý nội tại của một người khi đối diện trước quá nhiều các bế tắc và mong mỏi được chết bằng sự đào tẩu khỏi cuộc sống. Nhưng khi thần chết xuất hiện đó, thì ý niệm tiếc nuối về sự sống trỗi dậy, làm cho người ấy bằng mọi cách muốn phớt lờ, không để cho tử thần dòm ngó đếm xỉa gì tới mình, bằng một lời biện hộ rằng nhờ thần vác giùm bó củi lên vai cho ông. Bốn tình huống vừa nêu phản ánh khá đầy đủ những biểu hiện của một người đang tìm lấy cái chết. Và trong phần thứ hai này đó, chúng tôi sẽ không phân tích về những nguyên nhân dẫn đến cảm giác tự tử, mà thường nó trở nên rất phổ biến, hoặc về phương diện tâm lý, hoặc về phương diện gia đình, hoặc về thái độ sống tiêu cực của bản thân. Phần này chủ yếu nhấn mạnh đến cách thức vượt qua cảm giác tự tử, vốn được xem như là mối quan tâm rất quan trọng, có thể giúp cho chúng ta có thêm những sự suy nghĩ, và lúc nào phát hiện người thân, bạn hữu có cảm giác tự tử, ta có thể tư vấn, nâng đỡ và giúp họ vượt qua trạng thái bế tắc vừa nêu. Trong phần thuyết giảng, Hòa thượng Thích Giác Toàn cũng đã chứng minh cho chúng ta thấy, bằng sự trích dẫn Tổ chức Sức Khỏe Thế Giới, tự tử
đứng vị trí thứ 3 trên toàn cầu về cái chết trong thời cận hiện đại. Mỗi một năm trên toàn cầu tối thiểu có 1 triệu người chết vì tự tử. Con số báo động đỏ về cái chết như vừa nêu buộc tất cả các nhà tôn giáo, các nhà lãnh đạo quốc gia, trong đó có các nhà lãnh đạo đạo Phật, cần phải suy nghĩ nhiều hơn về cách thức mà những người cầm cân nơi một quốc gia hướng dẫn đời sống tinh thần đó đã mang lại cho con người và cuộc đời. Có lẽ là sự tương tác giữa các nhà tôn giáo với quần chúng tín đồ còn quá ít, do đó không đủ cơ hội để phát hiện ra cảm giác tiêu cực về cái chết, do đó không có những sự trợ giúp một cách kịp thời và tích cực nhằm hỗ trợ cho người bi quan vượt qua nỗi đau bế tắc. Nếu sự tương tác tôn giáo giữa các nhà tâm linh và tín đồ được thường xuyên hơn theo hướng hai chiều, chắc chắn những cảm giác tiêu cực nói chung và cảm giác tự tử nói riêng sẽ có thể được phát hiện, ngăn chặn một cách có hiệu quả. Rất tiếc là khi cảm giác xuất hiện đó, phần lớn những người bế tắc không muốn chia sẻ và thổ lộ cảm giác muốn chết của mình. Số ít còn lại có những động thái thể hiện nhưng lại không được hỗ trợ kịp thời, hoặc bị đánh giá là một sự hù dọa, hay là nói để mà nói, thể hiện sự bực tức bất mãn trước một vấn đề, từ đó dẫn đến cái chết oan của người bế tắc. Về sau người thân có tiếc nuối thì cũng đã quá muộn màng lắm rồi. Trước nhất chúng ta thử nêu ra các cách chết tự tử. Có thể có nhiều cách khác nhau. 6 cách sau đây được xem là phổ quát nhất, có tác dụng dẫn đến cái chết tự tử ở mức độ nhiều nhất. 1. Uống thuốc ngủ hoặc thuốc tập. Việc uống thuốc chỉ là một động tác nuốt vào bên trong cơ thể. Trong vòng 10 phút cho đến một vài tiếng tùy theo loại thuốc và liều lượng thuốc được đưa vào trong cơ thể, người bế tắc sẽ trở thành người thiên cổ. Mức độ thành công trong loại tự tử này chiếm trung bình từ 90 đến 95%. Và do vậy, hiếm khi được người thân phát hiện, dầu có phát hiện cũng quá muộn màng vì lượng thuốc độc nhắm vào lục phủ ngũ tạng làm cho người đó phải chết, dầu cho được đưa đến các bệnh viện có đủ các phương tiện và thuốc tan hiện đại. Cái chết này được xem tương đối là êm ái, và phần lớn cả nam lẫn nữ, lớn và trẻ, màu da sắc tộc tôn giáo đều có khuynh hướng sử dụng phương pháp vừa nêu. Chậm trễ trong việc phát hiện có thể dẫn đến sự kết liễu mạng sống. 2. Nhảy cầu. Người bế tắc thường chọn lấy những con cầu cao mà bên dưới sông rộng và sâu. Việc nhảy xuống với một cao độ, sự tiếp xúc giữa cơ thể của người tự tử và nước đã tạo ra một sự va chạm lớn. Nếu được cứu vớt cũng khó mà có thể an toàn tính mạng. Việc phát hiện ra bởi những người đang có mặt xung quanh cũng khó kịp thời cứu giãn giúp cho người đó trở lại đời sống. Cho nên dầu phương pháp lựa chọn này ít được người so với phương pháp thứ nhất, nhưng phần lớn việc chọn giải pháp đó dẫn đến tử vong khá cao. Sau khi chết, cơ thể bị tím bầm, cá ăn xương thịt, và diễn tiến của cái chết đó
được xem là khá đau đớn, cho nên ít có trẻ phụ nữ nào mạnh dạn chọn giải pháp này. Số lượng người đàn ông tự tử bằng song cao hơn là người nữ. 3. Tai nạn giao thông, tức là cố tình tạo ra sự qua vẹt giao thông để mạng sống bị kết liễu một cách nhanh chóng. Có người đó canh ngay lúc xe tải và các phương tiện giao thông lớn đi ngang qua, nhảy ra phía trước, tài xế dầu có phát hiện cũng không thể nào hãm phanh kịp thời. Cái chết đó nó làm cho thi thể của người chết không được toàn vẹn. Phần lớn người chết về dạng này là nam, thích những cảm giác mạnh bạo, kết liễu nhanh chóng, đau trong vòng tích tắc, đã trở thành người thiên cổ. 3. Điện giật, dùng điện chích vào trong cơ thể làm tim ngừng đập, não ngưng hoạt động, sự chết diễn ra trong vòng có vài giây. Người sử dụng phương pháp này có một bản lãnh và sự thôi thúc lớn, là kết liễu sự sống để không muốn chứng kiến những cảnh ngang trái, nỗi thương đau, bế tắc đang diễn ra trong mình. Và khi chọn giải pháp đó thì cơ hội cứu sống gần như không cao. 5. Nhảy lầu, phần lớn là chị em phụ nữ chọn cái chết này để kết liễu mạng sống nhanh. Việc nhảy lầu hầu như hiếm có người sống sót. Phần lớn người bế tắc chọn các lầu cao tầng. Việc nhảy và va vào các thành dách hay là mặt đất bên dưới làm cho cơ thể nát và bầm, cái chết diễn ra liền ngay lập tức và do đó không thể cứu vãn được. 6. Nhờ người khác trợ giúp bằng phương pháp trợ tử, tức là chết một cách im dịu, nhẹ nhàng. Ngày nay đó là luật pháp các quốc gia đang bàn luận về phương diện đạo đức cũng như tính luật trong các hành động vừa nêu. Nếu người bệnh không có nhu cầu đó, việc sử dụng các phương pháp an tử và trợ tử dầu phát xuất từ thiện chí, không để cho người bệnh trải nghiệm thêm nữa cảm giác khổ đau ở cuối đời, người hỗ trợ đó bị phạt rất nặng về luật. Nếu là các bác sĩ hoặc những người đang làm nghề y thì ở tại các quốc gia phương Tây, rút giấy phép hành nghề là điều không tránh khỏi, và những người đó còn phải đối diện trước tòa án luật với những khung hình phạt rất cao. Từ lâu trong văn bản luật Phật giáo và một số đoạn trong kinh, Đức Phật đã lên án và không tán đồng hình thức trợ tử và an tử như vừa nêu, vì nó là một cách thức đồng tình cho cái chết được diễn ra, khích lệ cái chết và hủy hoại sự sống, mà lấy ra con người cần bình tĩnh để vượt qua những bế tắc khổ trên thân. Mà ngày nay đó, y khoa hiện đại để giúp cho chúng ta khắc phục được phương diện này một cách khá hiệu quả so với thời xưa. Ngoài 6 nguyên nhân chính dẫn đến cái chết tự tử như vừa nêu, thì tùy theo loại hình bế tắc, hoặc về tâm lý, hoặc do bộ não có vấn đề, hoặc do những bế tắc của cá nhân, gia đình, xã hội, đương sự có thể có những cách thức chọn lựa khác nhau. Dầu chọn lựa cách thức chết tự tử theo dạng nào thì cái chết đó là một sự oan ức và bế tắc nghiêm trọng. Người chết bằng hình thức tự tử sẽ khó có thể tái sinh. Biểu hiện trên cơ thể của họ là sự mở mắt trừng trừng. Cảm giác đó là một ức chế tâm lý trên hệ thần kinh và ít nhiều làm cho đương sự
chọn giải pháp chết này tồn tại thêm một thời gian ít nhiều dưới hình thức cảnh giới trung gian, tức ngạ quỷ. Và do vậy bế tắc đó có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực, ảnh hưởng đến cá tính và lối sống của đương sự ở kiếp sau. Do đó tự tử là sai lầm nghiêm trọng, là một sự đẩy đưa mình vào sự bế tắc nhiều hơn. Trong mọi tình huống, Đức Phật khuyên cần nỗ lực vượt qua cảm giác muốn chết để không chọn lấy cái chết như vừa nêu. Trong phần kế tiếp, chúng tôi sẽ gợi ý một vài kỹ năng tâm lý dựa vào tinh thần Phật dạy để giúp chúng ta có thể suy nghĩ và tư vấn cho những người lâm vào hoàn cảnh bế tắc muốn chết có thể vượt qua khỏi cái chết. Một, không nên phớt lờ dấu hiệu cảnh báo. Thì thông thường về phương diện tâm lý học, những người bế tắc á, sẽ ứng xử ngược lại với cá tánh thường nhật. Ví dụ khi đang thành công, ai có thói quen nói nhiều, chia sẻ, tương tác xã hội, lâm vào hoàn cảnh bế tắc và muốn tự tử thì họ thường rút chính mình lại, không tiếp xúc giao lưu, không tương tác xã hội, rút lui mọi thứ và có những cái biểu hiện bất bình thường bằng lời nói, chẳng hạn như tôi không còn muốn sống nữa trên cuộc đời, đời sống là một sự trừng phạt đối với tôi, cuộc sống này tôi cảm thấy vô vị quá, hầu như cha mẹ ông bà ở bên thế bên kia đang chờ đợi tôi tái hội ngộ với họ, vân vân và vân vân. Tất cả các câu nói như vừa nêu được xem là lời truyền thông mang tính cảnh báo cao. Là người thân, chúng ta không nên đánh giá thấp và xem thường các lời cảnh báo. Do đó, hãy ngừng công ăn việc làm, dành thời gian nhiều hơn cho người đang bị bế tắc nhằm giúp họ xử lý khôn ngoan các cảm giác tiêu cực về sự muốn chết. Đối lập với người có tâm lý hướng ngoại, những người sống hướng nội nhiều thì khi muốn tự tử chết, họ sẽ nói nhiều hơn. Sự cảnh báo về việc tự tử sẽ được thể hiện ở nhiều hình thức khác nhau. Và do đó ta lại cần phải quan tâm đến họ nhiều hơn. Chậm trễ trong việc quan tâm sẽ làm cho cái chết diễn ra một cách nhanh chóng. Ta cũng cần phân biệt sự khác nhau của một người có cảm giác tự tử thiệt và một người đó nói đang khi mình có một cái cơn tức giận hay là một cái mệt mỏi gì đó, chẳng hạn như trong câu chuyện ngụ ngôn của La Fontaine về lão thiều phu và thằng chết. Ở đây lão thiều phu chỉ nói để mà nói, vì bản chất ông ta không hề muốn chết. Ông ta than giảng bằng việc lấy hình ảnh của cái chết để hù dọa chính mình và hù dọa những người thân. Khi mà nguyện vọng chân thành, ước muốn tốt của ông không thực hiện, hay cuộc đời trải qua quá nhiều các cái lặng đặng ba chìm bảy nổi tám lên đen, và do đó lời cảnh báo đó được xem là cảnh báo giả. Tuy nhiên là những người thường không phải là bác sĩ chuyên gia về tâm lý, thần kinh và tâm thần, ngay cả trong tình huống cảnh báo giả ta cũng không nên phớt lờ. Vì nếu đâu đó là một cảnh báo thật thì việc thiếu quan tâm sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho gia đình. Cái chết của người bế tắc dẫn đến nỗi khổ, niềm đau và những trách nhiệm trực tiếp trong gia đình đối với những người còn lại. Do đó, trong tình huống tiếp nhận được những lời cảnh báo là người thân, ta cần phải nỗ lực như sau. A. Tạo tương tác xã hội cho người bế tắc, tức là mình tìm cơ hội để cho người bế tắc được giải bài, tâm sự, thổ lộ, chia sẻ.
và phải có kiên nhẫn, vì trong tình huống này đó, người đó muốn ém nhẹm đi, muốn đè nén nỗi đau, muốn giấu sự bế tắc và không muốn chia sẻ cho người khác. Do đó ta cần phải tìm mọi cách về tâm lý khéo léo để giúp cho họ buộc phải nói ra. Mà khi nói ra được á, thì giải phóng cảm xúc về sự bất hạnh sẽ giúp cho họ trì hoãn được sự quyết định về tự tử. Mà trì hoãn trong tình huống này là một cơ hội để kéo dài cái sự sống. Để hỗ trợ thêm, ta cần phải rủ hoặc là mời người có cảm giác tự tử đi du lịch, hay là đi đây đó, hoặc là xem phim hài, hay coi kịch cười. Các tràng vỗ tay trong phim hài và kịch cười đó có thể gây một cái kích thích nhân tạo, lây lan cái niềm hưng phấn, là giúp cho người có cảm giác tự tử đó dễ dàng vơi đi được nỗi đau mà trong thời gian qua sự chịu đựng một mình đã làm cho họ trở nên quá nặng và vượt quá sức chịu đựng. Các hỗ trợ tích cực đó là rất cần thiết. B. Có tấm lòng vị tha và sẵn lòng lắng nghe những trở ngại và bế tắc của người tự tử. Dành thời gian cho họ không vẫn chưa đủ. Phải biết lắng nghe. Thậm chí nếu mình là tác nhân gián tiếp và trực tiếp, theo đó việc quyết định tự tử của người bế tắc được diễn ra, thì dầu cho sự hiểu lầm là mấu chốt của vấn đề trong tình huống này, ta cũng không nên trần tình giải bài lý sự đúng và sai. Trong tình huống đó chỉ ngỏ lời xin lỗi và mong cho người bế tắc trầm bí này hãy bỏ qua với sự lượng thứ cao. Về sau này khi họ phục hồi lại trạng thái tinh thần minh mẫn, việc giải bài cũng phải chưa phải là muộn lắm. Do đó làm sao cho họ cảm thấy các ức chế tâm lý đã được giải phóng thì họ mới có thể dễ dàng tiếp tục sống, vì nghĩ rằng tác nhân chính dẫn đến quyết định tự tử đã được giải quyết rồi. C. Nếu đối tượng tác nhân là một người khác, không phải là người tư vấn và lắng nghe, thì việc sắp xếp để cho người đương sự tới giải bài trần tình, giúp cho người đang bị bế tắc có thể bỏ qua được cảm giác tự tử là điều rất nên. Ví dụ như một cô gái bị ruồng bỏ tình cảm, hay yêu một chiều dẫn đến thất tình, đương sự tức là người tình của cô có thể có lỗi, có thể là vô tình, thì người thân cần phải thuyết phục với đương sự đó và được sự trợ giúp của những người họ tộc của đương sự, để đương sự đủ bản lãnh tế hôn đúc tinh thần, nâng đỡ cảm xúc, có những cái hứa hẹn tích cực để cho người bế tắc không chọn lấy giải pháp sai lầm. Dĩ nhiên điều đó không phải lúc nào cũng thành công, vì đương sự khi nghe nói đến quyết định chết sẽ có cảm giác sợ hãi vì bị liên lụy, thường có khuynh hướng đào tẩu để thoát ra khỏi cái mớ rắc rối này. Do đó người thân phải tìm cách thuyết phục để cứu lấy một mạng sống trên nền tảng từ bi, sau đó mọi chuyện hạ hồi phân giải. Sự hợp tác của đương sự vốn là tác nhân dẫn đến cảm giác tự tử sẽ giải quyết được vấn đề ở mức độ rộng và sâu. Do đó ta cần nỗ lực bằng mọi cách để có được sự giúp đỡ cần thiết đó. Vấn đề 2, hỗ trợ người tự tử thoát khỏi cảm giác trầm cảm. Trầm cảm là một trong những nguy cơ hàng đầu dẫn đến cái chết tự tử của nhiều thành phần trong xã hội từ xưa cũng như nay, đông sang tây. Trầm cảm diễn ra bằng hai giai đoạn. Giai đoạn 1, cảm giác tiêu cực về cuộc sống, về bản thân, về sự bế tắc, hầu như không có lối thoát. Khi không được người thân lắng nghe, chia sẻ, nâng đỡ tinh thần, giúp đỡ vượt qua, thì từ giai đoạn 1 này dẫn đến giai đoạn 2,
đó là rối loạn hành vi nhận thức, và sau một thời gian dẫn đến sự trục trặc về bộ não. Nó được biểu hiện như là một cái rối loạn tâm thần, và người bị rối loạn tâm thần này sẽ chọn lấy cái chết tự tử như là phương pháp duy nhất để giải quyết các vấn nạn của bản thân. Vì trải qua hai giai đoạn, thời gian là yếu tố rất quan trọng trong tình huống này. Nó không ngắn ngủi như là những loại bế tắc chọn giải quyết, hướng giải quyết nhất thời, đó là cái chết. Ở đây đương sự có thể đã nỗ lực hết mình để vượt qua nỗi khốn khó, vượt qua bế tắc, thất tình, thất nghiệp, thất bại, sự ruồng bỏ, rồi đối diện với cái bất công xã hội và những cái ức chế tâm lý quá nhiều nhưng chịu không nổi, dẫn đến sự bệnh tật của bộ não, từ đó mới quyết định lấy cái chết. Thì thường thời gian tối thiểu là 6 tháng cho đến vài ba năm. Là người thân mà không phát hiện ra được diễn tiến tâm lý tiêu cực đó là một sự quá thiếu trách nhiệm. Do đó sống trong một căn nhà, ta cần để ý những thay đổi về tâm sinh lý ở các thành viên còn lại để kịp thời hung đúc tinh thần và giúp đỡ cần thiết. Người thân trong tình huống này hơn 2x có thể giải quyết được các vấn nạn mà đương sự trong tình huống của họ hoàn toàn trở nên bế tắc và vô vọng. Ngay cả trong tình huống anh em hay là cha mẹ và con cái không có mối quan hệ thuận hòa, đối diện với người bị trầm cảm nặng như vừa nêu, ta cũng nên hỗ trợ họ để họ thoát ra khỏi cái cảm giác lo lắng, sợ hãi, hồi hộp, mất ngủ, căng thẳng, hận chính mình, hận cuộc đời, hận con người. Để tháo mở thái độ tâm lý tiêu cực vừa nêu, việc dẫn đương sự đến các bệnh viện tâm thần là không thể thiếu. Các đương sự sẽ kháng cự vì một phần mặc cảm, vì một phần tự ái, vì một phần muốn ém nhẹm những bế tắc của bản thân. Đừng vì thế mà ta bỏ cuộc. Trong tình huống trầm cảm là nguyên nhân dẫn đến cảm giác tự tử, thì bệnh lý trong giai đoạn này là thuộc về não, chứ không đơn thuần là thái độ tiêu cực nữa. Việc hung đúc tinh thần sẽ có thể nâng đỡ được họ vài ba ngày, rồi mọi việc đâu vào đấy, cảm giác tự tử lại tiếp tục diễn ra. Lúc đó chỉ cần vì bận công tác ở nơi xa hay là ra chợ để mua thực phẩm về, người bế tắc do trầm cảm có thể đã chết rồi. Do đó phải theo dõi, dẫn họ đi bệnh viện tâm thần, uống thuốc đều đặn, và phải theo dõi liều lượng uống thuốc, những biểu hiện tác dụng phụ, kịp thời phối hợp với bác sĩ điều trị để thay đổi loại thuốc và thay đổi liều lượng sử dụng, nhằm giúp cho người đó được hung đúc tinh thần, nâng đỡ tinh thần và vượt qua. Các loại thuốc tâm thần ít nhiều gì đều có tác dụng phụ. Một trong những tác dụng phụ đó là cảm giác buồn ngủ và ngủ ly bì. Là người thân, đừng nên quá sợ hãi về hiện tượng vừa nêu. Mục đích có những tác dụng phụ là để cho các bệnh nhân bị bế tắc đó, không chọn giải pháp tự tử vốn được xem là sai lầm nghiêm trọng. Cho nên ngủ có thể giúp cho họ tái phục hồi được sức khỏe, và nhờ sức khỏe được phục hồi một cách căn bản, họ có thể đủ sáng suốt, bình tĩnh hơn để giải quyết các vấn nạn, hoặc lắng nghe lời khuyên, hoặc tiếp nhận những trợ giúp cần thiết. B. Sử dụng giải pháp năng động. Ở đây là các loại hình thể dục thể thao phù hợp với giới tính. Nếu là nữ, ta có thể khuyên nhảy dây, chạy bộ, thể dục thẩm mỹ, hoặc tham gia vào các câu lạc bộ phụ nữ.
nơi mà có nhiều chị em phụ nữ năng động thành đạt, có thể sẵn lòng chia sẻ các kinh nghiệm để giúp cho những người bế tắc có được những cái cơ hội so sánh đối chiếu để vượt qua gian truân bất hạnh và sự vô vọng của bản thân. Đối với nam thì có thể chọn những phương pháp như chạy bộ, võ thuật, yoga, vân vân, nằm làm cho cơ thể được hưng phấn. Khi cơ thể được hưng phấn thì trạng thái tinh thần được khỏe mạnh, hệ thống kháng thể được nâng cao, cảm giác muốn chết được khắc phục dần, và do đó họ tiếp tục với cuộc sống và có đủ bản lĩnh để đối diện trước những bế tắc mà họ đã từng thất bại trong quá khứ. Dĩ nhiên không nên để cho người có cảm giác tự tử một mình làm các công việc vừa nêu, vì sức chịu đựng và tinh thần của họ nó đã bị mòn mỏi quá lâu dài, quá nhiều rồi. Do đó ta phải đồng hành với người có cảm giác tự tử này. Ngày 24 tháng 4 2012, ở miền Bắc có một gia đình 4 người vào chùa Giác Ngộ để nhờ tư vấn. Chồng là một người vừa trải qua những nỗ lực tự tử không thành công, nhờ sự phát hiện và giúp đỡ kịp thời của vợ. Gia đình bên vợ rất có lòng, nghe hướng dẫn và giới thiệu đã lập tức bay vào để nhờ trợ giúp. Thì chúng tôi đã mời người thân ra bên ngoài hỏi thăm đương sự. Anh trả lời đó là trong thời gian vừa qua vừa bị giáng chức, tất cả những cái danh dự mà anh ta có đó gần như là mất hết với cuộc đời. Nói hàm quan làm cho anh ta cảm giác rằng mình là nạn nhân và muốn kết liễu cuộc sống để không để cho người khác ra tay hành hạ dẫn đến cái chết cho bản thân mình. Suy nghĩ đó đã làm cho anh nghĩ rằng mình là một người anh hùng, nhưng trên thực chất đó chỉ là một sự đào tẩu về những bất hạnh đang diễn ra xung quanh mình thôi. Chứ tôi hỏi là trong thời gian qua đó, vợ anh có biết cảm giác buồn tủi, thất bại, khổ đau, bị người khác loại trừ trong công việc làm và ở công sở hay không? Anh ta nói rằng vợ hoàn toàn không biết, vì vợ tôi chân lắm tay bùn, suốt ngày ở ngoài chợ, tối về chúng tôi chỉ gặp nhau được vài giờ lo cho con cái, rồi không ai có thời gian để băn tâm và lắng nghe công việc của nhau. Thì nghe được điều đấy, chúng tôi biết rõ nguyên nhân dẫn đến cái quyết định tự tử hụt này đó là do gì, thiếu sự nâng đỡ tinh thần. Thì tôi mời người thân vào, yêu cầu bà vợ ít nhất là trong vòng 2 tháng tới đừng bận tâm về việc buôn bán nữa, có thể nhờ con cháu thay thế công việc này hoặc nhờ một người trợ lý khác, dầu có bị tổn giảm về tài chính, ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống gia đình, cũng cần phải quyết định nhanh và cùng với chồng có chuyến đi du lịch ở nơi xa, chỉ có vợ và chồng thôi, không có con cái theo, để hâm nóng tình yêu, để dành những cái thời gian sâu lắng bên nhau và giúp cho nhau có thể vượt qua được những bế tắc. Thay thế cái không gian sống trong tình huống này là một hỗ trợ tích cực, bởi vì trong căn nhà đó về nhìn thấy vợ và con hạnh phúc trong gia đình thì chưa được đầy đủ, mà nỗi khổ đau của bản thân mình là quá nhiều, nghĩ tưởng đến cái việc mà bị người khác chê, mà trước đây đã từng là đàn em của mình, rất nhiều người hận chính mình và hận cuộc đời, cho nên tự xử mình như là một cái lối hành xử tự nghĩ là khôn ngoan, mà trên thực tế là một sai lầm lớn. Do đó tìm kiếm những không gian tích cực, mà thường nơi du lịch là những nơi mà người ta rạng rỡ nụ cười, năng động, lạc quan, yêu đề. Việc quan sát thái độ tâm lý và lối sống của những người đi du lịch thôi đã truyền một cái nguồn năng lực tích cực cho những người đang có cái cảm giác muốn chết. Thì sự hỗ trợ đó là một sự tương tác hai chiều về phương diện tâm lý. Đang khi cùng nhau để nỗ lực vượt qua bế tắc, rất nhiều sự truyền cảm và những hỗ trợ cần thiết của người thân đó sẽ đóng một vai trò khá quan trọng, làm cho người đó không còn có thời giờ để
châu đầu vào, dí cảm xúc vào cái cảm giác muốn chết. Phải chia sẻ, phải nói chuyện, phải đi, đứng, rồi phải tham quan, phải theo chương trình, phải đúng giờ giấc. Nói chừng đó cái việc mà mặt ướt đó thôi đã làm cho người đó quên đi cảm giác muốn chết rồi. Nói chung là phải tìm cơ hội nâng đỡ tinh thần, và sự đồng hành của người thân trong tình huống này là không thể thiếu. 3. Tránh xa các rắc rối trong quan hệ. Cảm giác tự tử do tác nhân xã hội mang đến, chẳng hạn như thất bại về kinh tế, rồi bị xuống chó từ voi, chỉ là một phần nhỏ của các tình huống tự tử thôi. Phần lớn các rắc rối trong quan hệ tình yêu giữa người bạn tình hoặc là tình vợ chồng sẽ là một yếu tố quyết định làm cho người ta chọn lấy con đường tự tử là chính. Các quan hệ rắc rối giữa cha mẹ và con cái, anh chị em và bên vợ, bên chồng cũng là các nguyên nhân thỉnh thoảng dẫn đến những cái chết hàm quan bằng tự tử của những người bế tắc và thiếu sức chịu đựng. Do đó trong tình huống phát hiện ra sự rắc rối là chánh nhân dẫn đến cảm giác tự tử ở một người nào đó, người tu học Phật cần nỗ lực làm công tác giải hòa, tức là giúp cho người có lỗi nhận ra được lỗi lầm của mình để xin thứ lỗi. Đương sự bị nỗi hàm oan dễ dàng cảm thấy hả hê về phương diện cảm xúc và được người khác biết rõ về tình huống ngộ nhận, cho nên lòng tha thứ có thể trỗi dậy làm cho người đó không còn cảm giác chọn lấy cái chết để giải quyết vấn đề nữa. Cho đó giải hòa là nghệ thuật buộc ta càng phải ứng dụng càng sớm càng tốt. Các rắc rối trong gia đình, nếu đối tác không chịu hợp tác vì nghĩ rằng mình không có lỗi cho nên không phải bận tâm gì cho tình huống vừa nêu, thì đương sự cũng cần phải hoan hỷ tiếp nhận sự hỗ trợ của những người thân. Lúc đó người thân có thể phịa chuyện, nói rằng là kẻ gây hấn tạo rắc rối hay có một mối quan hệ không thuận hòa với người đã có cảm giác tự tử đã nhờ tôi làm trung gian gửi các thông điệp và truyền thông xin lỗi đến anh chị ông bà, mà trên thực tế chuyện đó là hoàn toàn không có. Sự nói láo này là rất cần thiết, vì nếu không, những người mà nặng về lòng tự trọng khi nghĩ rằng mình đã bị tự ái quá cao, nhân phẩm bị chà đạp quá lớn, sự xúc phạm quá nhiều, sức chịu đựng đã đến mòn mỏi, thì họ sẽ phải kết liễu sớm để là cho những người tạo ra nỗi hàm oan đó một bài học là mất uy tín, danh dự để sau này không ức hiếp những người khác nữa. Các rắc rối đó là cần phải được phương tiện khéo nói để giúp cho người bế tắc cảm thấy dễ dàng bỏ qua mà không có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. B. Nỗ lực làm trọng tài để cải thiện sự rắc rối. Khi đóng vai trò là trọng tài, ta không nên đứng thiên vị về bên phía nào, thậm chí là bên phía của người đang có cảm giác tự tử. Công việc còn lại là ngoài chức năng làm trung gian, ta nên phối hợp thêm một vài thành viên trong gia đình để đứng liên minh cảm xúc về phía của người đang bị bế tắc. Sự hỗ trợ hai chiều đó sẽ làm cho người có cảm giác tự tử khi hiểu ra vấn đề gốc mắc của nó, do đó nỗ lực hợp tác để vượt qua. Còn đứng về phía họ thì sau này không có ta, những người còn lại trong gia đình, trong giới bạn hữu không phát hiện kịp thời, nếu phát hiện cũng không có thời gian để nâng đỡ kịp lúc, thì lúc ấy người đó lại tiếp tục chìm vào cảm giác bế tắc. Khi chìm vào cảm giác bế tắc lần thứ hai
sức chịu đựng sẽ mòn mỏi thêm, và cái quyết định dẫn đến sự tự tử sẽ diễn ra nhiều hơn. Do đó khối đối kết trong tình huống này phải nhịp nhàng, bài bản, thông tin nhau kịp lúc để có thể hỗ trợ cho người có cảm giác tự tử thoát ra khỏi cảm giác tiêu cực đó. Vấn đề 4, tránh xa cảm giác mặc cảm tội lỗi thái quá. Trong duy thức học Phật giáo, cái tôi đó được quay quanh bởi bốn thái độ sống: ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. Ngã si đó là đánh giá sai về cái tôi mang tính tổ hợp tâm sinh vật lý, là thường hằng bất biến. Cho nên khi khổ xuất hiện trên thân và tâm, hay là đau đớn có mặt trên thân, thì ta có cảm giác rằng tôi là nạn nhân, tôi đang đau, tôi đang khổ, khổ là tôi và đau là tôi. Cho nên khổ đau về phương diện thực chỉ là một, là cho chúng ta bơm phồng trở thành là 10 hoặc 100. Từ đó sức chịu đựng dễ dàng mòn mỏi dần và dẫn đến quyết định sai lầm là điều khó tránh khỏi. Ngã si là trạng thái hủy diệt. Đang khi đó ngã kiến đó là những ngộ nhận cố chấp về cái tôi. Cái tôi chết rồi là hết. Cái tôi chết hoặc là lên thiên đường hoặc là xuống quả ngục, đời đời kiếp kiếp của chừng đó, chứ không có những cảnh giới khác. Cũng đều là những ngộ nhận về bản chất của cái tổ hợp sự sống con người này. Rồi từ đó có thể tác động tiêu cực đến những cái quyết định về cái chết như tự tử. Ngã mạn là các hình thức cống cao, và một trong những hình thức cống cao ngầm đó là lòng tự trọng. Tự trọng về đạo đức và luật pháp là điều cần thiết để giúp chúng ta có một đời sống dân sự và xã hội an lành, tích cực. Như tự trọng trên nền tảng của cái tôi trái hình đó sẽ làm cho chúng ta dễ dàng bức xúc và có những hành xử hại cho mình và tổn thất cho mọi người xung quanh. Ngã ái là mặc cảm tự ti. Nó là cái sự chầm chìm sâu lắng của cái tôi bị tổn hại ở nhiều góc độ khác nhau, dẫn đến tình trạng tâm lý là không còn tự tin vào bản thân. Mỗi một cái cảm giác sai lầm, bị phạt, lỗi gì đó đã được người đó cường điệu quá, quan trọng quá, đến độ họ có cảm giác sức chịu đựng đã đến hồi bị vỡ tung. Cho nên trong tình huống này, ta phải giúp người có cảm giác tự tử vượt qua bằng cách sau đây. A. Đừng để cho rối loạn, sợ hãi và mặc cảm đó tiếp tục được diễn ra. Người thân phải kịp thời tư vấn những cái lỗi, những cái mất mặt, những cái tự trọng tự ái của họ là chuyện không đáng lắm. Ví dụ một nữ sinh khi bị thầy cô giáo cho thục dầu trước mặt các bạn đồng học nam, cảm thấy cuộc đời của mình là mất hết, từ đó quyết định tự tử. Thực ra cái việc mất mặt trong lớp khác hoàn toàn hết với sự mất tất cả, mà ở cái tuổi nhỏ cảm xúc nhiều, tự ái cao á, một số em chưa nhận diện ra được vấn đề này. Do đó đó là bạn đồng học mà phát hiện ra cảm giác bằng những thông tin và dấu hiệu, ta phải nói thầy giáo, cô giáo phạt các cái hành vi trừng phạt này, cần phải xin lỗi học sinh đó, hoặc là nâng đỡ tinh thần để cô cậu học sinh đó không có quyết định sai lầm. Hoặc là bị người tình thương bỏ, nhiều chị phụ nữ nghĩ rằng cuộc đời này không đáng để tôi sống nữa, mọi thứ mất hết giá trị, tôi đang trải nghiệm sự vô vị, trống rỗng, cô đơn và tuyệt vọng. Mà trên thực tế đó, có rất nhiều người sống một mình có chết đau. Ngay cả Hàn Mặc Tử, người đã đưa ra tư tưởng tuyệt vọng như vừa nêu, nhưng không chết bằng con đường đó. Người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Dù là tuyệt vọng đi nữa thì Hàn Mặc Tử vẫn còn rất khôn,
Ông chỉ nói mất một nửa tâm hồn thôi, nửa còn lại đó là bị dại khờ chứ không phải chưa nói là điên. Tức là mất sáng suốt, thiếu điềm tĩnh, mất niềm tin, thiếu nhiệt huyết, rơi vào trạng thái tiêu cực thôi, chứ không phải là điên dại. Theo kiểu là không còn khả năng để điều trị nữa. Trong sự bế tắc của tình yêu, ông đã tự ứng xử mình như thế, và chia sẻ cái ứng xử đó với những người khác, và làm cho biết bao nhiêu đã chọn con đường tự tử do vì hiểu sai tình tự tâm lý tiêu cực ở trong hai câu thơ vừa nêu. Đang khi ông ta chết vì một cái chứng bệnh chứ không phải vì cái con đường tự tử. Do đó để tránh rối loạn lo âu này đó, thì ta cần phải nỗ lực làm việc B, đó là không để cho người có cảm giác tự tử nghe các loại nhạc buồn, xem các phim buồn có những cái cảnh tượng có người chết, hay là có những cái cung bậc tâm lý mà nó dẫn đến sự nặng chịu có lọc. Phải đưa người đó đến một cái thế giới hoàn toàn động, để cho người đó không thể nào tự chi một mình trong nỗi khổ niềm đau. Chẳng hạn như là tự giam nhốt mình trong một phòng, không nói, không chia sẻ, giao lưu, tiếp xúc, tự đặt mình trong một ốc đảo bế tắc. Ta phải đánh bạc hết tất cả cảm giác đó. Vì trong nhà đó thì mình có thể nâng đỡ bằng cách là cố tình mở các cái nhạc hưng phấn, vui tươi, nhộn nhịp, giật gân, để làm cho người đó tình cờ được nghe. Và khi tình cờ được nghe thì cái tác động tích cực về phương diện tâm lý sẽ có thể giúp cho người đó khắc phục một phần nào đáng kể. C. Phân tích về cái hậu quả tiêu cực này và bản chất của những sự mất mặt đó, nó không có trên thực tế như là một cái gì đó quá ghê gớm, mà người nặng về cảm xúc đó thường có khuynh hướng cường điệu lên. Vì đó ta phải phân tích khá kỹ. Ví dụ như do vì thất tình mà muốn tự tử, thì ta hãy tìm một cái câu chuyện nào có thật của một người đang trong thất tình cũng muốn tự tử, cuối cùng đã không chọn lấy con đường đó, nhờ đó mà có được một con đường vinh quang. Đều là nữ diễn viên điện ảnh Hollywood nổi tiếng, sau khi thất tình đã chọn lấy con đường tự tử, may mắn được cứu sống. Sau này chị đoạt giải Oscar, và trong ngày đăng quang khi được báo giới phỏng vấn thì chị ta lại biết cảm ơn cái cuộc tình đau thương đó. Nhờ đó bây giờ chị sẽ chăm sóc cái cuộc tình đang có với một người khác có ý nghĩa hơn, bền bỉ hơn. Đó là một sự thay đổi chiều hướng tâm lý để nâng đỡ và hung đúc tinh thần. Như vậy mất một cái gì đó là mất tất cả, chứ thực tế là không. Mất cái lỗ tai thì ta vẫn còn một lỗ tai còn lại, mất một cánh tay ta vẫn còn cánh tay khác, thậm chí là tụt hai tay hai chân như là Vu Chi Xích của Canada, không có nghĩa là mất hết. Sinh ra là đã dị tập bẩm sinh từ nhỏ, đi là bằng cái thân chứ không phải là bằng hai cái chân. Hai chân người ta giống như là hai cái mang cá thôi. Thế mà anh ta trở thành một diễn giả nổi tiếng của toàn cầu. Giờ thuyết trình của anh ta được trả lương còn cao hơn các diễn giả nổi tiếng khác nữa. Anh ta biết trượt tuyết, biết bơi lội, rồi biết đánh nhạc cụ, biết chơi golf, mặc dù không có hai cái tay, cũng không có hai cái chân, chỉ có cái thân và cái đầu thôi, và trở thành một học giả nổi tiếng. Chỗ nào mà anh thuyết trình là giới sinh viên và quần chúng tham dự rất đông. Còn nếu nghĩ rằng là tôi mất hai tay hai chân là tôi không còn cái gì để sống nữa, chọn tự tử thì quá dễ. Nhưng mà sống lấy cái sở đoản thành sở trường đó là một người năng động và tích cực. Ta phải đưa những cái câu chuyện tương tự như thế để hung đúc tinh thần của người bị bế tắc, để giúp cho họ vượt qua. 5. Không lạm dụng rượu, ma túy và các độc tố. Người có trục trặc về tâm lý tiêu cực dẫn đến sự trầm cảm, ít nhiều gì đã bị rối loạn hành vi, rối loạn nhận thức. Do đó tiêu thụ rượu, bia, ma túy tổng hợp và các loại độc tố khác bị bác sĩ không cho phép sẽ có cơ hội cao dẫn đến sự quyết định tự tử sớm.
Việc kéo theo sau từ quyết định này là điều khó có thể tránh khỏi. Do đó ta phải tìm những phương pháp giải khuây tích cực cho người bị bế tắc, và cố gắng đồng hành với họ để họ có không có cơ hội giải sầu bằng những phương pháp tiêu cực. Mà hiện nay đó, luật pháp vẫn cho phép bán rượu bia và các độc tố. Cho nên khi bị bế tắc đó, nhiều người đã mua rượu giải sầu, uống một thời gian trong vòng vài ba ngày, thức đêm đến 1-2 giờ khuya, dẫn đến bị mát. Nếu không chết thì cũng đã bị mát. Và khi mát đó, còn khổ đau hơn chết nữa, thì suốt cuộc đời trở thành kẻ điên dại, không tự lo cho bản thân mình được, rồi phải gây cái gánh nặng cho những người thân trong gia đình. Do đó cần phải tách ly người đó với những người bạn bè xấu. Bạn bè xấu thường có những cái thói quen xấu. Thói quen xấu thường là tạo cái sự đồng minh và liên lế rất nhanh. Đang khi cái thiện và người tốt á, thì thường đơn độc một mình. Thấy rõ được cái khuynh hướng như một hiện thực này đó, chúng ta cần phải đứng về phía người thân đang bị bế tắc. Cần phải hỗ trợ họ nhiều hơn bình thường, để họ không có cảm giác cô đơn, để tìm những cái phương pháp giải sầu khác. Sự đồng hành của người thân sẽ giúp cho kẻ bế tắc không có cơ hội có những quyết định bậy, hành động sai. Phải có thêm một số kỹ năng tâm lý để ta không làm cho người bị bế tắc nhiều hơn. Lúc nào cũng phải cười, hoan hỷ, nâng đỡ. Chứ mình đi hỗ trợ mà mặt của mình lúc nào cũng đâm chiêu, thì người bị bế tắc đó chọn cái chết sớm hơn là phải thôi. Chẳng hạn trong câu chuyện Hòa Thượng Giác Toàn vừa nêu ra trong kinh, người chăm sóc bệnh mà lại đi than vãn mệt mỏi rằng trong thời gian tôi chăm sóc bệnh cho thầy, tôi mất cơ hội thăm viếng bổn sư tôi, thầy giáo tôi, người thân của tôi, mọi công tác Phật sự của tôi bị bế tắc hết, tôi cảm thấy mệt mỏi quá. Chẳng thà không làm công tác chăm sóc mà nói như thế, thì người bệnh sẽ có cảm giác rằng mình là dây tùm rễ của người khác, mình là một gánh nặng, mình vô vị, mình dẫn đến nhiều trở ngại rất rối của người khác, cho nên quyết định dẫn đến cái chết là chuyện khó có thể tránh khỏi. Do đó người hỗ trợ phải lạc quan yêu đời cao hơn. Do đó phải theo dõi cảm xúc của bản thân. Cha mẹ đối diện trước cảnh đứa con bị trầm cảm muốn chết nhiều lần đó, đôi lúc khổ theo. Do vậy mà trên gương mặt hiếm có được một nụ cười. Vào năm 2009, một số Phật tử chùa Ấn Quang dẫn hai dì cháu của một gia đình mà cô cháu đã nỗ lực tự tử lần thứ 11. Khi đến chùa Giác Ngộ thì trên cổ của cô vẫn còn những cái vết treo cổ không thành công. Lần tự tử thứ 11 này đó là được diễn ra tại Đại học Bách Khoa, nơi mà ông chủ nhà thầu đã dùng cái tình cảm của một người lão luyện có kinh nghiệm trợ cấp tiền cho cô sinh viên này học, và hứa hẹn là ly dị vợ của mình để đến với cô ta. Xuất thân từ một người bị khổ đau và bế tắc từ nhỏ do cha mẹ ly dị, mẹ phải sống cái cảnh là bất hạnh để nuôi con, rồi bây giờ lại được một người đứng tuổi chăm sóc, cái cảm giác thèm người cha chăm sóc dẫn đến cái tình yêu ở một cái người mà tuổi lớn hơn cả cha của mình. Các kỳ vọng đó đã làm cho cô ta trở nên thất vọng khi cái thời điểm hẹn hủy bỏ hôn phối với người vợ đang có đã không được thực hiện. Cô ta chờ ngay cái ngày mà ông chủ nhà thầu này đến để giải quyết vấn đề tiền bạc để chuẩn bị cho một gói thầu thứ hai, tự tử bằng cách treo cổ trong phòng học để làm cho người đó mất mặt. Vì làm giữa thanh thiên bạch nhật và ngay phòng học, cho nên đã bị phát hiện kịp thời, cô ta đã được cứu sống. Thì đến chùa Giác Ngộ, chúng tôi đã hướng dẫn cô ta không nên sử dụng
các chất kích thích tố mà trong thời gian qua đó chúng ta sử dụng như là thuốc ngủ, rồi sau đó là uống bia để quên đi nỗi đau, rồi thỉnh thoảng là uống rượu với bạn bè đang cùng bế tắc với mình. Và chúng tôi buộc người thân cần phải giám sát cô ta một cách cẩn mật hơn, chứ đừng để cho ta ở một mình, vì ta sẽ khó có cơ hội phát hiện được kịp thời. Đến nay thì cô vẫn sống rất là khỏe mạnh, không còn cái cảm giác muốn tự tử nữa. Được sự hỗ trợ của người thân, mẹ cô ta đã lên trên thành phố ở chung mấy tháng trời, trong thời gian cô ta đang được điều trị để vượt qua khỏi cái chứng bệnh khổ đau và bế tắc. Hung đúc tinh thần sẽ làm cho cảm giác cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng, vô vị được trôi qua. Do đó cần phải dành thời gian cần thiết cho người thân. 6. Tăng cường sức khỏe. Thuốc thang ngoài thuốc điều trị chuyên về chứng bệnh trầm cảm, những loại bệnh lý về mệt mỏi đờ đẫn trong cơ thể có thể được khắc phục bằng các loại dược thảo đông y và tây y. Bên cạnh đó thì ta cũng cần có thêm những cái sự vận động thích hợp để cho người đó có thể sống lạc quan, tích cực và yêu đời. Thuốc không vẫn chưa đủ để trị cho những người có cảm giác muốn chết, mà khi nãy Hòa Thượng Giác Toàn gọi là bệnh ung thư về sự tiêu phẩm. Do đó ta cần phải hỗ trợ bằng những nỗ lực của tự thân và tha nhân. Những hỗ trợ đó nó là A. Nhẩm trong đầu bằng câu nói sau đây: tôi sống khỏe mạnh, tôi ngủ ngon lành, tôi có tương lai, tôi đạt được hạnh phúc và sự thành công nằm trong tầm tay của tôi. Đó là lời nhẩm chung chung đối với những tình huống tự vẫn do thất bại, thất nghiệp, khổ đau, bế tắc, vô vị. Nạp vào trong bộ não, lệnh điều khiển tự động vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta tự điều chỉnh bằng sự loại trừ. Cảm giác tự tử là một tâm lý tiêu cực, trong khi đó cái lời nói nhẩm đó là một tâm lý tích cực. Nếu ta nạp vào bằng sự quán niệm một cái lượng tâm niệm tương đương với cảm giác tự tử, thì hai loại tâm niệm này sẽ loại trừ lẫn nhau. Do đó trong đầu chúng ta còn lại là một sự zero, tức là không có cảm giác muốn chết nữa. Đó được xem là thành công. Như vậy ta buộc cho người có cảm giác tự tử phải làm cái việc đó. Là người thân, ta có thể viết một cái câu châm ngôn dán ở trước bàn làm việc hay là ở cái giường ngủ của người có cảm giác muốn tự tử này. Chẳng hạn như câu cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, vì đời đã cho tôi có một cơ hội cười hay là hạnh phúc thêm. Chẳng hạn thế. Thì tự động mình đọc những câu nói đó, đó sẽ giúp cho cái tâm tiêu cực đó có thể được vượt qua và khắc phục ở một mức độ tương đối. Ngày nay thì sách danh ngôn rất nhiều, ta có thể mở ra những cái mục về sự sống, về giá trị cuộc đời, về sự lạc quan nhân dân, để tìm ra những cái câu ngắn gọn, sâu sắc, ấn tượng. Và việc hỗ trợ treo ở những nơi mà người đó thường lui tới làm việc, hoặc là viết ra thành giấy cho người đó, có thể làm cho người đó có một người bạn đồng hành mới. Xem các câu danh ngôn là người tri kỷ và tri tâm, lúc ấy người đó có thể khắc phục được về phương diện nhận thức. Nếu không thực hiện được vấn đề này thì rất khó có thể giúp họ vượt qua. B. Những phương pháp hỗ trợ ngoài thể dục thể thao, ta nên tác động cho họ mạnh dạn tập thể dục. Chẳng hạn như dùng động tác xoa cổ một ngày 9 lần, mỗi lần 3 phút ở vùng gáy, ma sát thật mạnh và nhiều liên tục sẽ làm cho cái vùng cổ được nóng lên. Toàn bộ các thần kinh ngoại biên, tứ chi và cảm giác khi đi xuống từ cái vùng vai đến cái gót đều phải đi ngang qua vùng cổ. Và khi các thần kinh cảm giác tứ chi đưa về thần kinh trung khu
để tạo ra cái phản ứng nhận thức thấy, nghe, ngửi, biết đều đi ngang qua khu vực cổ này. Thì việc kích thích bằng động tác ma sát đó sẽ làm cho người đó hưng phấn được bộ não. Ngoài ra thì nên uống thêm 3B, B1, B6, B12, rồi uống những cái thuốc mà nó tạo cho sự hưng phấn và kích thích trong giai đoạn đang bị mệt mỏi, đừ đẳng, chán chường, tuyệt vọng, sẽ giúp cho đương sự có thể tự giúp chính mình ở một mức độ căn bản nào đó. Mỗi ngày thực tập cười bằng cách quán tưởng gương mặt mình là hoa hướng dương nở trọn vẹn đầy đủ, hay là hoa hồng tươi thắm, hoặc là hoa sen với gương, nhụy, cánh và hạt, sẽ làm cho tinh thần của người đó không thể nào chìm vào trong nỗi khổ niềm đau được. Hoặc là ta phải chọc cười, chọc tiếu lâm hay là cọt lét, phải khéo léo hiểu rõ được cái phản ứng tâm lý để làm cho người đó không giận hơn mà có thể hòa lại với cuộc sống mà mình đang bị đánh mất, hoặc đang nỗ lực giết cái sự sống để cho sự sống chết dần, chết mòn bằng sự tuyệt vọng. Còn bản thân của người muốn tự tử thì không hề muốn xem phim hài hay là gala cười rồi, cho nên ta cần phải vô cớ mở cho mình tự coi và mời gọi người đó cùng coi, hoặc mình hỏi người đó nhận xét, đánh giá, phê bình về những cái tình tiết, lời thoại trong tiếp một cười, để làm cho người đó phải chú tâm, mà càng chú tâm thì người đó sẽ quên đi nỗi khổ về niềm đau. Phim sạc lô là những phim mà thể ai coi đều phải cười. Hài Hoài Linh, Bảo Quốc, Tấn Bèo, Cát Phượng đều là những người mà chọc cười rất có duyên. Các loại phim hài và gala cười đó hiện nay được bán dưới hình thức đĩa MP4 rất rẻ tại những nơi bán đĩa, chẳng hạn như đường Bùi Thị Xuân quận nhất, mỗi đĩa khoảng chừng 6-7 ngàn đồng. Thời lượng của các tiết mục hài và phim hài có thể đến 6-7 tiếng đồng hồ. Số tiền đó chẳng là bao, nhưng mà lại có thể cứu giãn được cái tình và tình trạng bế tắc khổ đau của những người thân của mình. Do đó khi trong nhà có một người đang bị bế tắc thì các thành viên còn lại cần phải bỏ qua cái thói quen tiêu thụ nhạc của mình. Nếu thích nghe nhạc buồn thì nghe một mình trong lỗ tai thôi, đừng mở bằng âm thanh với loa để cho người tuyệt vọng không phải nghe, thì nghe sẽ làm cho họ có cảm giác muốn chết sớm hơn. Như vậy trong thời gian điều trị cho người bị cảm giác tự tử đó, thì không khí trong gia đình phải là hân hoan, phấn chấn, vui vẻ, bất hòa với nhau, ra ngoài đường mà cãi, đừng có cãi trước mặt người bị cảm giác trầm cảm này. Ta phải giấu hết những cái cảm giác tiêu cực, chán chường, căng thẳng, mệt mỏi, đừ đẳng, đừng than vãn, đừng nói chì chiết, đừng nói châm chích, đừng nói căng thẳng với nhau, để cho người đó tránh khỏi các cái cảm giác hỗ trợ, nhờ đó họ có thể tự vượt qua, hoặc nhờ những hỗ trợ tích cực để có thể tự vượt qua. Đang trong giai đoạn bị trầm cảm, đừng khích lệ họ ngồi thiền, cũng không nên khích lệ họ niệm Phật hay là trì thần chú, vì đây là ba phương pháp tỉnh người bị trầm cảm với cảm giác tự tử là đang sống về đời sống nội tâm. Sử dụng phương pháp nội tâm cho một người đang bị bế tắc về nội tâm là một sai lầm về phương pháp. Do đó ta phải tránh những tình trạng vừa nêu. Trong tình huống này phải dùng phương pháp động 100% để cho họ thoát ra khỏi cái cảnh huống trở ngại. Sau khi phục hồi được sức khỏe, có được tinh thần minh mẫn và sáng suốt rồi đó, thì về sau này chúng ta có thể hướng dẫn họ các phương pháp thực tập thiền, hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư lắng, giải phóng nỗi khổ, rồi vẫy chào với điều nỗi đau, thực tập buông xả. Chứ lúc đó mà có kêu họ thực tập thiền sẽ không có kết quả đâu. Phải thấy rõ được cái trạng thái tâm lý và cái giai đoạn ứng dụng phương pháp nào là thích hợp là rất cần thiết. Mà không, nỗ lực của chúng ta
dầu là rất đáng trân trọng nhưng khó có thể dẫn đến một kết quả phục hồi sức khỏe để cho người đó có thể sống an lạc và hạnh phúc. Nói tóm lại, vượt qua cảm giác tự tử là một nỗ lực, mà phần lớn nó phải được thực hiện ở tự thân của người bị bế tắc. Còn đóng vai trò là người thân, ta phải tìm các phương pháp năng động, lạc quan, yêu đời, tích cực để hỗ trợ giúp cho họ thoát ra khỏi cái thế giới tuyệt vọng này. Kính chúc tất cả được an lành. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.